Khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 2, tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Hiếu, 30 tuổi ở số nhà 68 ngách 68, ngõ 464 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, có hành vi buôn bán tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô biển kiểm soát 30F74891 của đối tượng, lực lượng công an phát hiện 13 bao tải chứa 6.790 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, thu giữ thêm gần 300 bao thuốc lá cùng nhãn hiệu. Trên các bao thuốc không có nhãn phụ tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt và hình ảnh cảnh báo. Hiếu khai nhận mang số thuốc lá trên từ nhà riêng sang Bắc Ninh để giao cho khách đặt mua qua mạng xã hội. Khi đang chờ người đến nhận hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.